Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Sáng ngày 11 tháng 5, đoàn kiểm tra tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thúy Anh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa 12, kết luận số 21 KLTVK ngày 25 tháng 10 năm 2021. Quy định số 37 QĐ TVK ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương và của tỉnh ủy Cao Bằng đối với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, thời gian qua, Ban thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy tri bộ cơ sở đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận số 21 KLTU về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, quy định số 37, quy đê của Ban chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm và các văn bản liên quan của tỉnh ủy Cao Bằng đến tổ chức đảng, cơ quan đơn vị và cán bộ đảng viên. Chủ động xây dựng chương trình hành động bám sát thực tiễn của đơn vị, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phương châm trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo, cụ thể hóa nội dung công tác xây dựng Đảng bằng phương châm 4 xây, 6 chống, 4 chất lượng, 2 nêu cao và 4 tốt, kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thùy Anh đánh giá cao kết quả thực hiện các nghị quyết văn bản của Trung ương của tỉnh, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đồng chí đề nghị đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình tự soi tự sửa trong đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm với các biểu hiện vi phạm chống suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống tiếp tục nhân rộng có hiệu quả các gương điển hình tiêu biểu tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện Sáng ngày 13 tháng 5, tại thành phố Cao Bằng diễn ra buổi hội đàm giao ban trực tuyến quý 1 năm 2022 giữa đoàn đại biểu cụm 6 đồn biên phòng tỉnh Cao Bằng Việt Nam với chi đội quản lý biên giới thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Quý 1 năm 2022, thực hiện thỏa thuận hợp tác biên phòng ba cấp giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, hai bên đã duy trì có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin liên lạc, tổ chức gặp gỡ trên biên giới, trao đổi thư, điện thoại đường dây nóng. Triển khai các biện pháp phối hợp ứng phó với các tình huống đột xuất ở trên biên giới, cửa khẩu, làm tốt công tác tuần tra kiểm soát về an ninh trật tự, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới. Theo đó, hai bên đã tiếp nhận 45 vụ trên 1.637 công dân Việt Nam, 4 vụ trên 11 công dân Trung Quốc, phát hiện xử lý 139 vụ trên 1.156 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường mòn biên giới, góp phần duy trì sự ổn định an ninh trật tự ở khu vực biên giới, nâng cao hiệu quả phối hợp của hai bên. Thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát chặt chẽ biên giới cửa khẩu, kịp thời tham mưu cho địa phương xây dựng cơ chế hợp tác thiết lập vùng xanh ở khu vực cửa khẩu, đảm bảo an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hai bên biên giới, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân hai bên biên giới trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chấp hành nghiêm hiệp định về quy chế quản lý biên giới cửa khẩu. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa đến kiểm tra điều lệnh đội ngũ và nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật đối với quân nhân tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, huấn luyện và nhận thức của cán bộ chiến sĩ đơn vị kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, đưa công tác quản lý huấn luyện vào nền nếp, đúng quy định, chặt chẽ và hiệu quả. Theo đó, nội dung kiểm tra về chức trách nhiệm vụ theo cương vị đảm nhiệm, Chế độ công tác của chỉ huy nhận thức về các văn bản xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kết quả, 100% cán bộ chiến sĩ có nhận thức tốt về chức trách nhiệm vụ và các văn bản của cấp trên về tăng cường quản lý kỷ luật, pháp luật, động tác điều lệnh khá, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức chấm thi báo tường chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng lần thứ 8 giai đoạn 2022-2027 của 16 tri đoàn đồn biên phòng, đoàn cơ sở tiểu đoàn huấn luyện cơ động và tri đoàn cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Với chủ đề Thanh niên Bộ đội Biên phòng Cao Bằng tiên phong gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng – các tri đoàn thanh niên đều đã gửi đến cuộc thi một tác phẩm báo tường, trong đó gồm nhiều thể loại, tiểu luận, thơ, nhạc, truyện ngắn, ảnh, ký họa, với những nội dung phản ánh rõ nét hoạt động của các tập thể cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, huấn luyện, lao động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, những tác phẩm có nội dung các bài viết hay, ý nghĩa, hình thức trình bày cân đối, có tính sáng tạo phù hợp với văn hóa thẩm mỹ, phong cách quân nhân đã được ban tổ chức lựa chọn để trao giải trong dịp diễn ra Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng lần thứ 8, giai đoạn năm 2022-2027, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 6 tới. Kết quả tác phẩm của tri đoàn đồn biên phòng Xuân Trường đạt giải nhất. Tri đoàn đồn biên phòng Tổng Cọt và Trà Lĩnh đạt giải nhì chi đoàn đồn biên phòng Lũng nặm Quang Long, Ngọc Côn đạt giải 3, bốn giải khuyến khích thuộc về các chi đoàn Đức Long, Tà Lùng, Ngọc Trung và chi đoàn cơ quan bộ chỉ huy. Thưa quý vị và các đồng chí, thời gian qua, việc học tập và làm theo bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực đã được cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cao bằng coi là động lực quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy các mô hình, việc làm hiệu quả trong học tập và làm theo bác để nhân rộng trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Để nội dung chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đồng bộ, thiết thực và cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, kế hoạch hàng năm từng giai đoạn, nhiệm vụ gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và đoàn viên thanh niên. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi đã cụ thể hóa thành những cái việc làm, những cái hành động cụ thể rất sát thực với nhiệm vụ của bộ đội phòng cao bằng bằng những cái, cái, cái việc làm rồi là học tập theo bác như là trọng dân gần dân hiểu dân và giúp đỡ nhân dân bằng những cái phong trào những cái chương trình cái mô hình hết sức cụ thể không hình thức và không qua loa đại khái ví dụ như là chúng tôi đã triển khai thực hiện cái phong trào hoặc là bộ đội biên phòng cao bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới trực tiếp là giúp đỡ phụng dưỡng những cái thân nhân liệt sĩ ở nơi biên giới rồi là cái, cái, cái chương trình là bộ đội biên phòng cao bằng với công tác xây dựng nông thôn mới giúp dân xóa đói giảm nghèo không để ai phải bị bỏ lại phía sau rồi là như là cái chương trình là nâng bước em tới trường rồi mô hình con nuôi biên đội biên phòng giúp đỡ nâng bước các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em tiếp tục được vươn lên được học tập để trở thành những người công dân có ích sau này trở lại để xây dựng khu vực biên giới cũng như là giúp đỡ đội biên phòng bảo vệ biên cương. Đối với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tả lùng trong những năm qua xác định việc học tập và làm theo bác không phải ở đâu xa mà chính là những việc đơn giản nhất ban chỉ huy đơn vị đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo việc quán triệt triển khai đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua các cuộc vận động của các cấp các ngành nhất là cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ theo đó cán bộ chiến sĩ đơn vị đã có nhiều cách làm hay sáng tạo để tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đến với quần chúng nhân dân và các em học sinh trên địa bàn tùy từng đối tượng mà cán bộ chiến sĩ đơn vị sẽ có những cách tuyên truyền khác nhau để đạt được hiệu quả cao nhất. Ở cái xóm Om này thì là một xóm biên giới, là xóm đặc tù. là được các anh chỉ huy bên phòng rồi bên phòng lập ở đây một cái tổ thường xuyên là có các chiến sĩ ở đây gần gũi bà con nhân dân, động viên bà con nhân dân trong kể cả những lúc khó khăn và những lúc mà dịch bệnh xảy ra thì các các anh em bộ đội ở đây luôn luôn là gắn bó với bà con để bà con vẫn tin thêm về về cái cái lòng tin đối với đảng và nhà nước. Đây là một buổi tuyên truyền của cán bộ đơn vị với các em học sinh trên địa bàn. Khác với những buổi tuyên truyền khác là bằng văn bản, giấy tờ, thì tại đây, cán bộ chiến sĩ đơn vị giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của bác qua những câu chuyện giản dị đầy nhân văn và ý nghĩa. Thông qua đó sẽ giúp các em hiểu rõ hơn và cố gắng phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác. Trên từng cái công việc và nhiệm vụ cụ thể, thì chúng tôi luôn xác định rõ cái trách nhiệm ở trong đó. Tôi nói ví dụ có những cái lúc thì chúng tôi lại xuống tuyên truyền về cái uh, uh, tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh uh, rồi kể chuyện về tấm gương của bác đối với lại các cháu học sinh thì uh, lúc đấy thì với cái vai trò uh, trách nhiệm là những cái người đi trước tuy nhiên là cũng không được trực tiếp nhưng mà cũng đã phải tìm tòi nghiên cứu học hỏi để cố gắng làm sao mà các cháu uh, hiểu dễ hơn về về bác À, rồi là yêu quý hơn à, đối với lại cái công lao à, của bác và có những lúc thì xuống với lại nhân dân thì à, cái cảm xúc mà khi mà à, truyền đạt à, cái việc mà thấm nhuần nghĩ tư tưởng đạo đức phong cách của người thì nó lại ở một cái khía cạnh khác đó là cái đối tượng mà mình thâm nhập rồi là mình tuyên truyền thì lại khác đi và cũng à, qua những cái kinh nghiệm mà đúc rút được từng cái đợt một thì chúng tôi cũng đã, đã 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 có những cái bài học và có những cái mà uh, làm sao để mà uh, ngắn gọn nhất và chiết lý nhất, gần gũi nhất cố gắng là như cái tình thương yêu của bác mà đã dành cho uh, cho dân việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn cụ thể hóa trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Ngay từ khi bắt đầu có dịch, đơn vị đã triển khai 9 tổ chốt làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên đoạn biên giới, cửa khẩu được phụ trách. Kết quả nổi bật nhất là cuộc giải cứu thành công công dân Cao Thủy Dương thường trú tại Hải Phòng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Cụ thể, sau khi tiếp nhận được thông tin từ những người nhập cảnh trái phép khác là có người trong đoàn bị ngã xuống vách núi và bị tụt lại từ hôm trước. Lúc này, đã là chiều ngày 30 Tết nhâm dần, trời mưa to, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 6 độ C. Địa hình khu vực công dân mất tích rất hiểm trở. Tuy nhiên, trước tính mạng của người dân đang gặp nguy hiểm, Ban chỉ huy đơn vị đã hội ý nhanh và cử hai tổ công tác, một tổ do đồng chí Trung tá Vũ Văn Giảng, đồn trưởng trực tiếp làm chỉ huy lên khu vực mốc 857, 858 để tìm kiếm và sau gần nửa ngày thì cũng đã tìm được nạn nhân đang trong tình trạng kiệt sức, chân bị thương. Thân nhiệt hạ rất thấp do mặc quần áo ướt trong thời gian dài nên cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng và đã có lúc tưởng như không thể cứu chữa được. Xong bằng mọi cách, quân y của đơn vị đã nhanh chóng tiến hành hồi sức cấp cứu cán bộ chiến sĩ nhường áo bông cho nạn nhân và thay nhau cõng đưa nạn nhân xuống núi về đến đơn vị an toàn. Với cái cương vị và trách nhiệm của bản thân tôi nghĩ lúc đó, đấy thì mặc dù là người dân của chúng ta đã bị vi phạm, đấy nhưng với cương vị là người cán bộ chiến sĩ xác định cái tình nghĩa quân dân, đấy và đặc biệt nhất là lúc đấy là xác định là cứu người, đấy là trên hết. Đấy, vì xuất phát từ những cái tình cảm đó thì sau khi chúng tôi đã cứu được người thì chúng tôi đã còn lại những cái việc mà phải xử lý thì chúng tôi đã xử lý theo quy định của pháp luật. Đấy và trong cái buổi đêm uh, giao thừa đó được uh, đón uh, được uh, sau khi đã giải cứu nạn nhân xong. Đấy thì tất cả một số cán bộ chiến sĩ của chúng tôi cũng rất là mệt mỏi. Đấy xong một cái buổi đêm giao thừa nhưng bằng cái tình cảm đấy và bằng cái nhiệt cái 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 trách nhiệm của mình thì chúng tôi đã giải cứu được một con người thì trong một cái buổi đêm đón giao thừa đó chúng tôi cũng cảm thấy là thực sự là mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ và cũng rất là vinh dự đã đã đã, đã hãy diện mà khi mình làm được một cái việc rất là ý nghĩa cho người dân và giải thoát được cứu sống được một tính mạng một người dân. Có thể thấy qua hơn 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ các đơn vị bộ đội biên phòng cao bằng. Việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm tự giác thường xuyên, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. quý vị và các đồng chí vừa theo dõi xong chuyên mục vì chủ quyền an ninh biên giới xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau